Với nhu cầu đi và đến thành phố Đà Nẵng rất lớn bằng đường hàng không, sau khi mở lại các đường bay nội địa, các hãng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã siết chặt nghiêm ngặt hơn công tác phòng chống dịch. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã chủ trương phối hợp chặt chẽ, thống nhất phương án giữa các đơn vị và chính quyền địa phương, nơi đi và nơi đến để không gây trở ngại khó khăn cho hành khách. Trong giai đoạn này, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khai thác 4 đường bay thường lệ Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng - Hà Nội, Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột và Đà Nẵng - Cần Thơ. Hiện nhu cầu di chuyển từ Đà Nẵng đến các địa phương khác rất đông. Tuy nhiên, để đảm bảo giãn cách, các hãng hàng không mở bán không quá 50% số ghế. Đối với nhân viên của hãng thì ít nhất là đã được tiêm một mũi vaccine và khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ cái tuân thủ và đầy đủ 5K, cũng giống như là các cái quy định của cục hàng không, cũng giống như là cảng vụ nơi mà làm việc. Đối với lại tàu bay thì chúng tôi cũng chỉ xếp giãn cách trên tàu bay là 50% để đảm bảo về cái việc an toàn về phòng chống dịch. Để có thể thực hiện chuyến bay, hành khách phải đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay, khai báo y tế trung thực và cam kết thực hiện theo dõi sức khỏe hoặc cách ly theo quy định. Chị làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chị về từ hồi tháng 6, cuối tháng đầu tháng 6 bị kẹt lại đến đây, đến bữa nay mới vô lại được. Thì thời gian vừa rồi cơ quan cũng sắp xếp làm online được nên nó cũng tiện một phần, còn hôm nay là trở lại làm việc rồi, thành ra chị phải vô để bắt đầu đi làm lại. Mình phải chờ mãi tới, phải nói là hơn tháng rồi mới bắt đầu đi được. Thì bắt đầu ngày nghe thông tin từ ngày 10 ấy, là mở ra, nhưng mà thật ra rồi bây giờ mới là có vé. Trước mắt, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ chặt chẽ các giải pháp, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan y tế, phân luồng người đến từ các địa phương có dịch và không có dịch để tổ chức cách ly theo quy định. Khu vực test nhanh COVID-19 tại sân bay cũng như bố trí để tổ chức xét nghiệm cho hành khách chưa có kết quả xét nghiệm theo quy định. Thì chúng tôi cũng đã triển khai là các cái biện pháp kỹ thuật để đảm bảo được cái hạ tầng và phương tiện xanh, bao gồm khử khuẩn, vệ sinh theo định kỳ, theo khuyến cáo của Bộ Y tế và quy trình xanh, giảm thiểu cái sự tiếp xúc trực tiếp giữa hành khách và nhân viên phục vụ, đảm bảo thông suốt cái quy trình phục vụ khách. Bằng những nỗ lực cao độ, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đang chung tay cùng với chính quyền thành phố kiểm soát phòng dịch chặt chẽ, tạo điều kiện để người dân có thể đến và đi từ thành phố Đà Nẵng một cách an toàn.